Quyết chiến lần thứ 3 vô địch World Cup V-League. Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết chiến thắng Sam Seaholm 50-44 sau 31 lượt cơ để lần thứ 3 vô địch World Cup Carom 3 băng. Ở đường cơ cuối cùng, Quyết chiến mừng trước khi biết chắc quỹ đạo bi sẽ thành điểm quyết định. Anh hôn cây cơ, cúi gập đầu về phía khán giả rồi hôn gió. Khán giả Bogota cũng đồng loạt vỗ tay tán thưởng cơ thủ Việt Nam. Còn Seaholm cũng đứng dậy vỗ tay và tiến đến ông Quyết chiến khi anh vẫn còn mừng. Quyết chiến tiếp tục là đầu tàu của V-League Việt Nam. Với danh hiệu thế giới thứ 3 trong sự nghiệp, sau thành phố Hồ Chí Minh 2018 và Porto 2023. Ngoài ra, mới có một cơ thủ khác của Việt Nam sở hữu danh hiệu thế giới là Bao Phương Vinh với chức vô địch World Championship ở Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái. Á quân Sam Seaholm, nhà vô địch Quyết chiến giải ba Glenn Hoffman và Robinson Morans trên bục trao giải sau trận chung kết ở Bogota, Colombia tối ngày 3 tháng 3 năm 2024. Bại tướng của Quyết chiến tại Bogota, Colombia trùng hợp chính là đối thủ Anh đã hạ gục tại chung kết ở Porto, Bồ Đào Nha năm ngoái. Seaholm bước vào chung kết lần này với mục tiêu đòi nợ nhưng bất thành. Cơ thủ Ai Cập vẫn chưa thể đoạt danh hiệu thế giới đầu tiên. Trong trận chung kết sáng ngày 4 tháng 3, giờ Hà Nội, Quyết chiến có lúc bị dẫn tới 10 điểm ở tỷ số 19-29. Nhưng anh đi series 12 điểm để dẫn ngược 31-29. Đây cũng là chuỗi điểm cao nhất của cơ thủ Việt Nam tại giải. Kể từ đó, hai cơ thủ giằng co từng điểm, đến tỷ số 43-43. Cơ thủ 40 tuổi đi cơ 6 điểm, chạm mốc 49-43 và kết thúc trận đấu. Quyết chiến chơi 7 trận tại Bogota, toàn thắng. Ở vòng bảng, anh thắng Luis Avega, Ecuador, cơ thủ chủ nhà Daniel Moreno và chính Seaholm tại bảng F. Hiệu suất thi đấu của cơ thủ 40 tuổi đạt 1,791 điểm trong những trận này. Đến vòng loại trực tiếp, anh lần lượt hạ cựu vô địch thế giới Typhoon Tasemi, Tonga Hankirat và hiện tượng Glenn Hoffman trước khi thắng Seaholm lần nữa ở trận cuối. Hiệu suất trung bình của anh tại giải là 1.693 điểm trên mỗi lượt cơ, thấp hơn hai giải anh đã vô địch trước đây. World Cup Carom 3 băng diễn ra 7 chặng mỗi năm, quy tụ hàng trăm tay cơ đánh từ các vòng loại. Giải được Liên đoàn V-League Thế giới, UMB, tổ chức từ năm 1986. Từ năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh là một chặng thường xuyên của giải. Tại Seoul tháng 7 năm 2007, Trần Chí Thanh là cơ thủ đầu tiên của Việt Nam vào chung kết cúp thế giới. Còn Quyết chiến là cơ thủ Việt Nam duy nhất từng vô địch. Trần Quyết chiến sinh ngày 3 tháng 2 năm 1984 tại Hà Tĩnh, từng đứng thứ 3 thế giới theo bảng thứ tự UMB. Từ 6 năm qua, anh là cơ thủ số 1 Việt Nam, 5 lần vào chung kết World Cup với 3 chức vô địch. Anh đứng thứ 5 thế giới trước giải và có thể cải thiện vị trí sau khi rời Colombia. Giải lớn tiếp theo Quyết chiến tham dự là đồng đội thế giới, khi anh đánh cùng Bao Phương Vinh ở Weissen, Đức từ ngày 21 tháng 3 đến 24/3. Đây là giải thế giới duy nhất làng Carom 3 băng Việt Nam chưa đoạt danh hiệu nào.